Chữ lửa đang cố gắng chặn lợi lửa đang lan cháy. Nằm về hướng Đông Bắc ở Louisiana. Đám cháy được kêu là Tiger Island, trong lúc này làm cho nhiều người phải di tản. Lửa đầy cháy rất là nhanh, cũng nhìn thấy không khí bắt đầu cuốn lại. Theo nhà chức trách nói cho biết vào bữa Chủ nhật, lửa cháy 33.000 mẫu đất. Vào bữa thứ Sáu, lúc đó chỉ có 15.000 mẫu đất thôi. Hiện tại tới ngay lúc này, lửa cháy kiểm soát được chỉ có 50%. Theo nhà chức trách địa phương ở đây, báo cho biết có hai chục cái building đã bị cháy. Ở tiểu bang của chúng tôi chưa có tình trạng mà xảy ra lửa cháy như vậy. 441 vụ cháy xảy ra ở bên Louisiana trong tháng này. Tương tường, bên Louisiana đa số là bị ngập lụt. Chưa bao giờ nhìn thấy trái rừng và bị hạn hán. Chúng tôi từ trước nhìn thấy có nhiều thiên tai xảy ra ở bên Louisiana, chưa từng thấy trái rừng xảy ra. Thống đốc bên đây nói cho biết trái rừng này có thể tránh được nếu như những người sống ở tiểu bang làm đúng theo chương trình của chính phủ đưa ra làm như vậy có lẽ là giúp đỡ đây là cô Monica cô ta đã di tản khỏi nhà của mình hồi tuần rồi ở nhà của anh của mình cô ta trong lúc này lo ngại lửa nó sẽ lây ra trái nhiều chỗ thêm nữa cầu nguyện cho có mưa cầu nguyện cho sự giúp đỡ không phải chỉ có cho nhà tôi không cho chung tất cả cộng đồng